Những thông tin sẽ có trong chương trình Tây Ninh ngày mới hôm nay ngày 4 tháng 10 năm 2021. Tích hợp thẻ xanh COVID-19 trên căn cước công dân. Chợ thành phố Tây Ninh chủ động phòng chống cháy nổ. Cần tăng cường tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục cho bò. Cẩm Tú và Thanh Tiến, mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Tây Ninh ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 10 năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh ban hành pháp lệnh quy định việc quản lý của nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Từ đó, ngày 4 tháng 10 được lấy làm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Năm 2001, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành luật phòng cháy chữa cháy, trong đó quy định ngày 4 tháng 10 hàng năm là ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Vào năm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chính thức được Bộ Công an giao thêm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, 4 tháng 10 năm 1961, 4 tháng 10 năm 2021 và 20 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, 4 tháng 10 năm 2001, 4 tháng 10 năm 2021, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các cán bộ chiến sĩ làm công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Mỗi người dân chúng ta cần nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy. Hãy xem công tác phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của toàn xã hội. Trở lại với chương trình Tây Ninh ngày mới ngày hôm nay, như thường lệ chúng ta sẽ cùng điểm qua những sự kiện đáng chú ý trong ngày qua. Sáng ngày 3 tháng 10, lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh đến thăm và tặng quà cho con em của lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch tại thành phố Tây Ninh, huyện Châu Thành và thị xã Trảng Bàng. Tại mỗi nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, việc học tập của các em trong thời gian chưa thể học trực tiếp tại trường, đồng thời trao tặng cho các em một máy tính bảng để phục vụ việc học trực tuyến trị giá 4 triệu đồng. Được biết, đây là kế hoạch hưởng ứng chương trình Sóng và Máy tính cho em do Thủ tướng Chính phủ phát động với mục đích chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19. Theo đó, Ban Giám đốc Công an Tây Ninh đã triển khai vận động cán bộ chiến sĩ đóng góp kinh phí mua tổng cộng 120 máy tính bảng để trao tặng cho các con em của lực lượng tham gia tuyến đầu phòng chống dịch tại cơ sở như tuần tra nhân dân, bảo vệ dân phố, công an viên bán chuyên trách. Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thị xã Trảng Bàng và huyện Gò Dầu đã giảm đáng kể, phần lớn là các vùng xanh. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Hai địa phương này đã đưa ra một số giải pháp nhằm kiểm soát chặt các khu vực giáp ranh, nhất là trong tình hình tổ chức khôi phục sản xuất như hiện nay. Thị xã Trảng Bàng và huyện Gò Dầu đã phối hợp bố trí các chốt, đội kiểm tra tại các cửa ngõ giữa hai địa phương để kiểm soát và theo dõi tình hình người đến địa phương. Ở các khu vực giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh và Long An, thị xã Trảng Bàng bố trí lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng và huyện Gò Dầu cũng đã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường quản lý người đến địa phương, nắm lịch trình di chuyển, các yếu tố dịch tễ liên quan. Sáng ngày 3 tháng 10, Cụm thi đua số 1 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Hòa Thành gồm các đơn vị Long Thành Bắc, Long Thành Nam, Long Qua và Hiệp Tân tổ chức chương trình Chợ Dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa năm 2021. Chương trình được tổ chức tại cửa Nam chợ Long Qua và đã thu hút được sự quan tâm hưởng ứng của nhiều tiểu thương và người dân tại địa phương. Chương trình được tổ chức nhằm khuyến khích người dân và các hộ kinh doanh giảm thiểu về việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa, nói không với các đồ nhựa dùng một lần và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Kính thưa quý vị, thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, tính từ 18 giờ ngày 2 tháng 10 đến 18 giờ ngày 3 tháng 10, Tây Ninh ghi nhận thêm 21 ca dương tính với SARS-CoV-2, giảm 29 ca so với ngày 2 tháng 10, trong đó test dương sàng lọc 11 ca, cách ly tập trung 6 ca, trong khu phong tỏa 4 ca, 1 ca ngoài tỉnh. Thị xã Trảng Bàng 10 ca, giảm 6 ca, trong đó An Tịnh 6 ca, Gia Lộc 4 ca, huyện Tân Châu 5 ca, giảm 4 ca tại Tân Thành, huyện Bến Cầu 3 ca, giảm 2 ca, trong đó Long Khánh 2 ca, Long Chữ 1 ca, huyện Châu Thành 1 ca, giảm 2 ca tại thị trấn Châu Thành, thành phố Tây Ninh 1 ca, giảm 3 ca tại Ninh Sơn. Về tình hình cách ly y tế, cách ly tập trung 1.890 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú 2.610 người. Tính từ đầu dịch đến thời điểm hiện tại, tổng số ca mắc COVID-19 8.960 bệnh nhân, đang điều trị 861 bệnh nhân, điều trị khỏi 7.966 bệnh nhân. Trong đó, ngày 3 tháng 10, 53 ca được xuất viện. Số ca tử vong 133 ca, trong đó ngày 3 tháng 10, 1 ca. Tính đến ngày 3 tháng 10,
tỉnh đã thiết lập 764 vùng phong tỏa, trong đó đang phong tỏa 128 vùng, 636 vùng đã giải tỏa. Về tình hình tiêm vaccine, trong ngày đã tiêm 4.262 liều vaccine. Tính đến ngày 3 tháng 10, đã tiêm được 473.267 liều vaccine, trong đó mũi 1 408.996 liều, mũi 2 64.271 liều, đạt tỷ lệ 98,2% tổng số vaccine được phân bổ. Về tình hình thực hiện chính sách theo nghị quyết số 68, các địa phương đã chi hỗ trợ trong ngày 1.000 người với số tiền 1.449.470.000 đồng. Tổng số đã chi hỗ trợ đến ngày 3 tháng 10, 51.247 người với số tiền 78.065.280.000 đồng. Quý vị hãy quét mã QR góc dưới màn hình khi xem kênh truyền hình Tây Ninh TTV11 hoặc truy cập địa chỉ https://www.ttv11.com.vn để nhận được thông tin nhanh chóng chính xác về tình hình dịch bệnh. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội của Bộ Công an cho biết đang triển khai các ứng dụng tiện ích trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thẻ căn cước công dân gắn chip, phục vụ cho thủ tục giao dịch được thuận tiện, tiết kiệm thời gian. Đặc biệt với tình hình phòng chống dịch bệnh cấp bách, Bộ Công an đã tích hợp hàng loạt tiện ích cho căn cước công dân gắn chip. Trong đó, đáng chú ý là việc tích hợp thông tin thẻ xanh, tiêm chủng, giấy đi đường, thông tin xét nghiệm, giấy phép lái xe và thông tin về hưởng chính sách hỗ trợ do đại dịch COVID-19. Công dân đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng dịch sẽ được tích hợp thẻ xanh, tiêm 1 mũi được tích hợp thẻ vàng trên căn cước gắn chip. Mặt sau của thẻ có chứa mã hàng không dân dụng quốc tế theo tiêu chuẩn ICAO. Chip điện tử được tích hợp các trường hợp thông tin cơ bản của công dân có chứa thông tin sinh trắc học, ảnh chân dung và vân tay theo tiêu chuẩn này. Tất cả thông tin lưu trữ đều được bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin bởi Ban Cơ yếu Chính phủ. Thưa quý vị, chợ truyền thống là nơi kinh doanh buôn bán với nhiều mặt hàng dễ cháy. Chính vì vậy, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy luôn được Ban Quản lý chợ, lực lượng chức năng và tiểu thương trên địa bàn thành phố Tây Ninh quan tâm để không xảy ra tình trạng cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản. Chợ thành phố Tây Ninh với trên 400 hộ kinh doanh cố định, trong đó có khoảng 300 hộ kinh doanh trong khu vực nhà đồng chợ, có 100 hộ kinh doanh những mặt hàng dễ cháy nổ. Trong thời gian qua, Ban Quản lý chợ thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy cho các tiểu thương, nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy. Điều này thể hiện qua việc các tiểu thương đã tự đầu tư thiết bị phòng cháy chữa cháy và tích cực tham gia các lớp tập huấn. Ngoài ra, việc ký cam kết phòng cháy chữa cháy cũng được người dân ở chợ thực hiện ngay từ đầu năm. Theo đánh giá của Ban Quản lý chợ thành phố Tây Ninh, với sự chủ động các giải pháp trong công tác phòng cháy chữa cháy mà ý thức các hộ kinh doanh, người dân mua bán trong chợ về phòng cháy chữa cháy ngày càng được nâng cao, nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy. Chính vì thế, trong thời gian qua, chợ thành phố Tây Ninh chưa xảy ra các sự cố cháy nổ nào gây thiệt hại về tài sản và người. Thưa quý vị, tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2021, toàn tỉnh Tây Ninh đã có hơn 4.580 hộ ở 92 xã phường thị trấn có bò mắc bệnh viêm da nổi cục. Có hơn 8.800 con mắc bệnh, số chết và tiêu hủy là 1.483 con. Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò ở Tây Ninh. Ngành chăn nuôi và thú y đã tổ chức tiêm phòng bao vây đàn bò ở các khu vực xảy ra dịch bệnh. Ngay khi phát hiện ca nhiễm bệnh viêm da nổi cục đầu tiên trên đàn bò, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tây Ninh phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp phòng chống dịch. Đến nay, Chi cục đã tổ chức tiêm phòng được 59.000 liều, trong đó có 42.300 liều do nguồn ngân sách hỗ trợ, 1.700 liều do công ty Vinamilk hỗ trợ, còn lại khoảng 15.000 liều do các trang trại, các hộ chăn nuôi tự xuất kinh phí tiêm phòng. Do tính đặc thù của bệnh viêm da nổi cục, chỉ có kháng thể bảo vệ sau khi tiêm 21 ngày. Vì vậy, nếu người chăn nuôi chờ lượng thuốc do ngân sách hỗ trợ, thì đàn bò chậm được tiêm phòng, dịch bệnh dễ xâm nhập, nguy cơ tử vong cao. Trong khi đó, giá vaccine không cao. Thay vì chờ đợi ngành chức năng tiêm phòng miễn phí, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tây Ninh khuyến cáo người chăn nuôi trâu bò tự tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi của mình càng sớm càng tốt. Tiếp theo chương trình, Kiều Tiên sẽ gửi đến quý vị những thông tin về thời tiết ngày hôm nay. Kiều Tiên xin kính chào quý khán giả của chương trình Tây Ninh ngày mới. Thưa quý vị, tại tỉnh Tây Ninh và khu vực miền Đông Nam Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây. Chiều nay có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ C, độ ẩm không khí từ 91 đến 96%.
Thưa quý vị, thời tiết thay đổi sẽ làm cho cơ thể nhạy cảm hơn, nhất là thời tiết ẩm kéo dài vào mùa mưa sẽ khiến cho cơ thể dễ bị mắc các bệnh về hô hấp và xương khớp. Đặc biệt khi thời tiết ẩm ướt, môi trường nước bị ô nhiễm là nguyên nhân chính khiến chúng ta dễ dàng bị mắc phải các bệnh lý về da như nấm chân, mụn mủ, viêm nang lông và bị ghẻ. Do đó, cách đơn giản nhất chính là giữ cho da của chúng ta luôn sạch và khô thoáng. Nếu không may bị dính vào nước mưa, chúng ta nên vệ sinh sạch sẽ và lau khô. Ở những vùng da bị tổn thương, gây viêm, ngứa, loét thì trước hết bạn cần sát trùng vết thương bằng oxy già, sau đó bôi thuốc phù hợp theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Ngoài ra, nếu nằm trong phòng máy lạnh, bạn cũng cần để thoáng vết thương để không tạo điều kiện cho vi nấm phát triển. Và hy vọng những thông tin vừa rồi cũng sẽ hữu ích cho quý vị và gia đình. Còn bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những nội dung tiếp theo của Tây Ninh ngày mới. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay 4 tháng 10 năm 2021, trên TTV11 sẽ có nhiều chương trình liên tục cập nhật thông tin đến quý vị. Sau đây, mời quý khán giả cùng xem những chương trình này sẽ có thông tin gì, quý vị nhé! Năm 2021, xã Trung Mít, huyện Dương Minh Châu là một trong 10 địa phương của tỉnh Tây Ninh phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Vượt qua những khó khăn thách thức của đại dịch COVID-19, cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc để tìm ra những cách làm hay, giải pháp căn cơ nhằm quy động sức dân, ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới để có thể cán đích nông thôn mới theo đúng lộ trình. Quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã Trung Mít hiện nay đang diễn ra như thế nào? Nội dung này sẽ được phản ánh rõ nét trong chương trình Tây Ninh xây dựng nông thôn mới, phát sóng lúc 11 giờ 15 phút trên kênh TTV11, phát lại trên kênh YouTube, website của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về các chương trình giải trí sẽ được phát trên sóng TTV11 và trên sóng phát thanh FM 103.1 MHz trong ngày hôm nay. Thì đã không xảy ra chuyện. Đúng là cha. Những ám ảnh, mệt mỏi và hối hận. Không có tội ác nào mà không phải trả giá. Mời quý khán giả đón xem tiếp diễn biến ở tập 31, cũng là tập kết thúc của bộ phim Lớp học 102, sẽ được phát sóng lúc 12 giờ. Thì nếu mà lấy lại được ngắm, kiểm soát để lấy lại được ngắm, thì bao giờ là luôn. Em bắn được 120. Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi game show Xạ thủ đua tài vào lúc 13 giờ hôm nay trên TTV11 để được xem giới thiệu, huấn luyện sử dụng một số loại súng bộ binh cùng những cảm xúc của người chơi với các bài thi bắn đạn thật. Căn nhà này hồi trước là căn nhà của tôi đó. Ông anh có nói chơi không vậy? Tôi với ông anh từng tuổi này mà còn nói gạt hay sao? Trở lại căn nhà với bao kỷ niệm. Nguyện vọng mua lại căn nhà của cha con ông Tâm có thuận lợi hay không? Đón xem tiếp diễn biến ở tập 35 của bộ phim Thế Thái Nhân Tình, phát sóng lúc 21 giờ. Hồ Ly biết mình đã làm sai, muốn đến giải thích. Những nỗ lực của Diễm Nhan để thỉnh cầu Tiêu Tụng cứu Nhiễm Dân Sinh liệu có thành công? Mời quý vị cùng đón xem diễn biến vô cùng hấp dẫn ở tập 28 của bộ phim Nữ Pháp Y Phá Án. Phim sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ 5 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Quý vị đừng quên nhắn tin trả lời câu hỏi sau mỗi tập phim của chương trình, đồng hành cùng phim Giờ Vàng trên fanpage www.facebook.com/tayninhtv.vn để có cơ hội nhận được giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Quý vị và các bạn thân mến, trong tình hình dịch bệnh hiện nay, quân và dân Tây Ninh vẫn đang ra sức chung tay phòng chống lại đại dịch. Những khó khăn vất vả nơi tuyến đầu, những hy sinh thầm lặng và kiên cường của quân và dân Tây Ninh đáng được trân trọng và mang lại niềm tin vững chắc. Cùng nhau đoàn kết, chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Trong chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh FM tần số 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh hôm nay, mời quý vị cùng đón nghe chương trình với chủ đề Tây Ninh niềm tin thắng dịch, phát sóng lúc 7 giờ, phát lại vào lúc 20 giờ 40 phút. Quý vị và các bạn thân mến, đối với quần vợt nam thế giới thì Rafael Nadal chính là một tượng đài trong kỷ nguyên mới. Tay vợt người Tây Ban Nha lần đầu tiên lọt vào top 10 bảng xếp hạng ATP vào ngày 25 tháng 4 năm 2005 khi mới 18 tuổi. Và kể từ đó đến nay đã hơn 6.000 ngày, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn ổn định trong nhóm này. Nadal đã phá kỷ lục nhiều tuần liên tiếp nằm trong top 10 bảng xếp hạng ATP vào đầu tháng 11 năm ngoái, vượt qua mốc 789 tuần liên tiếp của huyền thoại Jimmy Connors. Mặc dù phải nói lời chia tay mùa giải 2021 vào tháng trước do chấn thương vào chân,
Nadal nhiều khả năng tiếp tục nằm trong top 10 bảng xếp hạng ATP trước khi anh trở lại vào đầu năm 2022. Nadal hiện đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng ATP với 5.815 điểm và điều đó có nghĩa là tay vợt người Tây Ban Nha sẽ chỉ bị giăng khỏi top 10 ATP nếu cả 5 tay vợt xếp dưới cùng vượt qua anh từ giờ đến cuối năm. Câu lạc bộ Manchester United đã trải qua tháng 9 không thuận lợi với 3 chiến thắng và 3 trận thua sau 6 trận trên mọi đấu trường. Cho dù phong độ của Quỷ Đỏ là không thuyết phục, nhưng cá nhân Cristiano Ronaldo vẫn có tháng 9 bùng nổ. Siêu sao người Bồ Đào Nha có lần thứ 2 ra mắt đội chủ sân Old Trafford vào ngày 11 tháng 9 gặp Newcastle. CR7 đã lập cú đúp vào lưới chích chòe, góp công lớn vào thắng lợi 4-1 của đội nhà. Sau đó, cầu thủ 36 tuổi còn lần lượt đốt lưới John Boyce, West Ham và mới đây là Villarreal. Tổng cộng trong tháng đầu tiên kể từ ngày trở lại Old Trafford, Ronaldo ghi 5 bàn sau 5 trận trên mọi đấu trường. Và cũng không có gì ngạc nhiên khi CR7 đã được Manchester United vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9. Chủ nhân của giải thưởng này vào tháng trước là Mason Greenwood. Tuy nhiên, tháng 9 vừa qua, tài năng người Anh lại không có bàn thắng cũng như kiến tạo nào sau 5 lần ra sân. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin thể thao cập nhật khác sẽ có trong bản tin thể thao lúc 13h30 phút trên kênh TTV11, trên sóng phát thanh FM 103.1 MHz vào lúc 11h50 phút. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Ninh Ngày Mới của TTV11 ngày hôm nay. Quý vị có thể xem chương trình Tây Ninh Ngày Mới trực tuyến trên website tayninhtv.vn hoặc trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh hoặc cài ứng dụng Tây Ninh TV để có thể xem chương trình ở bất cứ đâu. Còn bây giờ Thanh Tiến và Cẩm Tú, xin chào và hẹn gặp lại.